Đấy, yêu chị không? Yêu không? Ông là nàng cứ hiểu lại hùn tôi cả rồi. Quay đi vào đây. Này, nhìn vào đây. Xinh không? Gật mạnh vào. Nói cho mà biết nhá, bao nhiêu đại gia yêu đây còn chưa đồng ý đấy. Bao nhiêu người muốn được như tới đấy. Biết chưa? Yêu không? Gật là nói thế nào? Gật là nói thế nào? Gật làm sao nhở? Đây, đỡ mà. Này, iPhone mới tinh ấy, cầm lấy. Mấy chục triệu của tôi đấy. Cái điện thoại này chỉ để liên lạc với tôi thôi, không bao giờ được mất sóng, hiểu chưa? Thấy chưa? Cầm lấy. Điệu. Cái xe này mới mua, cho luôn. Xuống chưa? Nhưng chỉ được chở bố, chở mẹ, chở bạn, chở bè, chở anh, chở chị. Cấm chở gái, hiểu chưa? Gái chỉ được chở chị thôi. Cứ lúc nào mà thấy chở con nào á, chết với chị đấy, hiểu chưa? Đây, tiền đổ xăng này. Hết tiền hệ bảo người ta cho tiền đổ xăng. 3 triệu này là một ngày phải tiêu hết 3 triệu, nhớ chưa? Không tiêu hết ý là có lỗi với tôi đấy. Tôi chả có gì ngoài tiền cả. Làm sao mà nhận tiền, nhận điện thoại mà mặt cứ sưng lên thế, nhận cả xe máy rồi mặt vẫn cứ sưng như thế nhở? Nói cho mà nghe này, cứ ngoan với chị cái gì cũng có, được chưa? Yêu chị là được rồi, yêu chị chân thành, yêu chị tha thiết là được, được chưa? Ôi, lại còn ngựa. À, chị bảo này, nghiêm túc nhá. Chị muốn có con, chị muốn có chồng, chị muốn có gia đình. Cho nên là em sẽ về nói với bố mẹ em, mang sính lễ đến nhà chị, gặp bố mẹ chị, nghiêm túc đề nghị xin được cưới chị cho em. Dạ. Xong rồi khi nào chúng mình cưới xong, chị sẽ sang tên mấy cái biệt thự của chị cho em hết. Mấy con xe của chị cũng sang tên cho em hết. Của vợ của chồng đi đâu mà thiệt. Chưa? Xuống nhá. Đồng ý không? Gật đi. Chưa. Hả? Dạ, sao? Em không. Sao không? Em không thể chị ạ. Cái gì mà không thể? Phải thể chứ sao lại không thể? Hâm mà. Nghĩ kỹ đi. Này, tôi nói cho mà biết nhá. Nghĩ kỹ đi rồi hãy nói không thể nhá. Từ chân lên đến đầu ý, giày dép, quần áo, tất cả kính bút, tất cả mọi thứ là tôi sắm cho đấy. Nếu mà không thể thì giả hết tôi đây. Em giả chị. Gì? Em giả cho chị. Chị cầm lấy hộ em. Ơ? Đây, chị cầm. Cái gì? Này Hâm à. Thôi đừng, mới chỉ người ta chỉ đùa một tí thôi, không thích thì chúng mình cùng bàn bạc lại mà. Ơ, cái áo này của chị. Ơ kìa, em trả cho chị. Ơ, đây em trả chị đôi giày nữa này. Ơ kìa, đùa mà. Cái túi này của em. Ơ, này người ta đùa mà, có gì thì từ từ nói. Ôi giời, cái thằng Hoa Kèm vớ phải tay anh mày đâu vào đấy luôn. Ôi giời chồng kém thế. Ôi giời ơi. Rồi. Cho tôi cốc trà đá hạ hỏa đây. Làm sao thế? Đúng. Bực cả mình, cho cái cốc ít nước nhiều đá vào. Người nó đang ngùn ngụt lên rồi đây này, nhanh lên. Trông em xinh đẹp thế kia mà, mặt nó bốc hỏa ấy. Ở đây ông bán trà đá hay là ông tán gái đó? Cho tôi cốc trà đá, ít nước nhiều đá, nhanh lên cho tôi hạ hỏa. Trông nó cứ phừng đi. À, trà đá hả? Vâng, cho ít nước thôi, nhiều đá vào. Trà anh vừa mới pha nó chưa được ngấm. Ê, khó chịu. Đây rồi. Cái gì đấy? Có một loại mới đây. Em ăn vào cái hạ hỏa hết phừng luôn. Gì đấy? Đấy. Ăn thử xem. Thạch à? Ừ. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Này, ông tán rồi à? Em ơi, ừ? Em xinh đẹp này, ai chả thế. Thật à? Ừ. Chả hiểu ông nghĩ gì ông lại tán tôi nhỉ? Tôi với ông có liên quan gì đâu mà dung tinh với tôi nhỉ?
Bà đúng là anh cũng lạ thật đấy. Mười mấy năm rồi, không hiểu sao là hôm nay thì anh này rung rinh như vậy. Ông gặp tôi không rung rinh thì có mà ông bị thần kinh à? Nhưng mà tôi nói thật này, bán trà đá thì bán trà đá cho nó chánh niệm vào, tập trung vào bán hàng cho khách thôi. Chứ gặp gái xinh mà lại tán thì vợ nó ở nhà nó biết nó móc mắt cho. Vợ tôi đi rồi. Đi đâu? Mười mấy năm trước đi ngủ với Jun rồi. Xin lỗi nhá, ai biết được. Xin lỗi. Ừ thì thế, hôm nay thì tôi rung rinh cũng có sao đâu. Mà em ạ, mà trông em đẹp em xinh như kia, mỗi lần em cáu nhá, anh mà nói chân thành này, trông em càng xinh. Nhưng mà ấy, tôi thì lại thế này không ạ? Tôi thì tính tôi thích nói thẳng ấy, tôi chỉ thích da trẻ đấy. Chứ tầm mà cứ quá lứa nhỡ thì như ông lại không lọt mắt tôi. Nói ông đừng tự ái nhá, ông nhìn lại mình xem. Ôi dồi ôi kìa, làn da mai mái màu nước dưa. Rồi quần áo thì nhăn nhúm, bên trong một số bộ phận thì không biết là nó đã như thế nào ở cái độ tuổi này. Thế mà ông lại thích tôi được, tôi sợ ông thật đấy. Ừ thì bên ngoài trông rất đơn sơ, nhưng bên trong nội thất thì xa hoa bất ngờ. Thật. Em ơi, xa hoa thế sao mà xa hoa lại cứ cô đơn tận những 10 năm thế? Ờ thì đi. Cái duyên nó chưa đến thì nó tóm lại thì sao? Nó chưa vừa miếng thì mình không ăn thôi. Ôi, nghĩa là ông cần gái trẻ đúng không? Ông là trâu già thích gặm cỏ non đây, trông mặt gian lắm, bán trà đá trá hình đúng không? Hả? Em ơi, mười mấy năm anh nhìn cô đơn, mà quả thật là anh càng già đó. Anh nói thật cho em biết, sức vóc nó càng cường tráng như vậy. Nói thật, trâu già thì ai chả thích gặm cỏ non. Ôi, em nói anh này, em thấy anh cũng chân thành, đáng yêu dễ thương. Em nói luôn, em với anh chúng ta không hợp nhau đâu. Anh nên tìm đối tượng khác. À, thế chưa? À? Chưa. Thế thì em đã nói thế thì anh cũng hỏi em nhé. Em cho anh một cái lời khuyên như thế nào để phụ nữ mê mình? Được, để mi nói cho mà nghe này. Một người đàn ông để một người phụ nữ yêu say đắm mê mệt tha thiết, đó chính phải là một người đẹp trai. Anh chưa có. Trẻ trung, anh già rồi. Giàu có, chả đá thì lấy đâu ra tiền. Gì cho anh bây giờ nhỉ? À, ga lăng, anh cũng hơi có tí ga lăng. Ừ, anh ga lăng, ga lăng lắm. Nhưng quan trọng ấy, để mà chạm vào trái tim của người phụ nữ ấy, thì anh phải là một người chân thành, tha thiết. Điều quan trọng là coi người phụ nữ, người yêu của mình là cả thế giới. Ờ, không chẳng. Chưa. Rồi, anh nhớ lời em rồi. Ừ. Công nhận anh ăn mặc nó hơi xề xòa. Ừ. Chỉnh sửa là được mà. Đầu tóc nó không được gọn gàng cho lắm. Thôi được rồi, anh cảm ơn em nhé. Ừ. Ôi tôi chết rồi. Rồi. Kiểu này chắc chắn nó sẽ chạm thôi. Này, cái thằng trẻ mới giới thiệu cho chị, sáng nay nó dỗ chị nó bỏ đi rồi. Ai mà biết được, thì tự nó đùng đùng nó bỏ đi, ai mà giữ được. Chị không biết đâu, mày giới thiệu cho chị thằng trẻ hơn đi cho bỏ tức. Ok, cao to đẹp trai, trẻ khỏe. Mà nhớ nhá, phải trẻ, phải ga lăng, phải đẹp trai, phải sạch, phải thơm nữa nhá. Cái đấy đơn giản. Quan trọng là phải khát thiết và trung thành nữa. Cái gì? Mà mày phải dạy nó là phải coi tao là cả thế giới nữa. Lại còn cả chân thành, coi chị là cả thế giới á. Được chưa, nhanh lên nhá, chị không cô đơn được một tí nào đâu ấy. Cái đấy thì hơi khó ấy. Nhưng mà thôi, em biết tiêu chí của chị rồi, em sẽ tìm được cho chị yên tâm nhá. Ờ. Vâng, xin chào chị ạ. Em thấy không, công ty anh khách liên tục, toàn đại gia thôi. Em chỉ cần nhắm mắt đưa chân một cái nhá, nào là điện thoại, nào là tiền, xe hơi, thậm chí là cả nhà lầu, một bước em lên tiên luôn. Nhưng mà anh ơi,
Em chưa làm việc này bao giờ. Thì cứ làm đi rồi quen. Mà em phải hiểu, đây là công việc, em phải bỏ mồ hôi, sôi nước mắt để làm. Chứ em không ăn trộm, ăn cướp của ai bao giờ, hiểu không? Em cứ nghĩ kỹ đi. Mà điều quan trọng nhất ấy là em phải nghĩ cho bố em đi. Tầm tuổi nay rồi mà nắng mưa vẫn chầy chật ngoài đường. Tuổi có ông ý ấy là bây giờ phải đi du lịch, đi ăn, đi chơi. Không phải là đi kiếm tiền để lo cho em nữa. Em thì thanh niên trai tráng đã không giúp được cho gia đình cái gì. Để bố em vất vả đấy, em thấy thế nào? Được, thế anh cho em thử việc một tháng. Không cần phải thử việc, ngay ngày mai anh cho em làm nhân viên chính thức luôn. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, để anh gọi nhân viên làm hợp đồng. Dạ. Mắt này ơi, xin đừng chắc chắc chắc. Mẹ, mẹ lại chưa nấu cơm đúng không? Mặt đẹp như này chẳng nhẽ đi nấu cơm. Đấy, con biết ngay mà. May là con mua mắm tép chưng thịt PTK về cho mẹ này. Không có mẹ, hai mẹ con đói luôn. Ui, mắm tép chưng thịt PTK là món ruột của mẹ luôn ấy. Mà hôm nay mẹ hẹn khách mất rồi. Thôi, con ăn một mình trước đi. Nhớ để phần mẹ tí về mẹ ăn. Thế mẹ đi đâu mà mặc lòe loẹt như thế này? Đẹp không, đẹp không? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà ăn mặc này lòe loẹt, hoa hết xẻ trước xẻ sau, đi ra đường người ta cười trò đấy. Đâu, đứa nào cười, đứa nào cười tắt cho phát. Thôi buổi nay là thời buổi gì rồi, người ta mặc cái gì còn phải lo thiên hạ nó cười. Thích là được, ok chưa? Còn cô lo cái thân cô đi. Mà tốt nhất mẹ thấy mày lên làm mẹ của mẹ đi, hợp hơn đấy. Mẹ em mặc cái gì mà cũng ở đấy mà soi. Có mỗi cái việc á, nhanh tìm lấy một thằng mà cưới xin đi cho nó xong việc đi thì không làm được. Ở đấy mà bày đặt soi mẹ. Ngày xưa bằng tuổi mày là tao làm mẹ mày rồi đấy. Chuyện chồng con của con ấy mẹ không phải lo đâu. Sao không lo? Bà không lấy chồng đi làm sao mà tôi lấy chồng tiếp được? Thì mẹ muốn lấy thì mẹ cứ lấy đi. Chứ con ơi, con phải có người tâm đầu ý hợp thì con mới lấy được. Mày cố tình không hiểu mẹ mày đúng không? Chắc là 90 năm nữa không có người tâm đầu ý hợp với con đứa khó tính như mày đâu. Nhìn cái gì? Thì cái thằng Trường con ông Bình thì sao? Thằng đấy con tìm hiểu rồi. Sao? Nó bị hôi nách. Mỗi hôi nách thôi gì? Này mẹ nói cho mày nghe nhá, đôi khi nhược điểm nó lại là ưu điểm nhá. Bố mày ngày xưa ấy, ôi, củ hôi nách chứ không phải là hôi nách. Thế lúc đầu tưởng là định kinh thôi mà yêu vào một cái á, tự nhiên hôi lại thành thơm luôn. Này lâu không gặp ba lại còn nhớ nhá. Thật lấy. Gớm, mẹ thế chứ con thì chịu. Mà nói chung là mẹ phải rất mệt vì việc lấy chồng của mày. Đi vào đây nhanh lên, đi vào đây. Đi vào đây. Đây, này. Gì đây mẹ? Một loạt danh sách tôi đã chọn rồi đấy, chọn lên một thằng cho tôi. Ôi giời, ông này vừa già vừa xấu. Ông này đầu hói này. Ông này còn mắt lé nữa. Thôi. Lít của mẹ toán như ông 40, 50 con trả cho mẹ hết ấy. Mày làm sao mà chọn được nữa? Đầu mày có mà muốn chọn đâu. Chắc không phải lập cho mày cái miếu để mày làm bà cô mới được. Hết cả mình. Đi vào cơm mồm nó đi nhanh lên. Thay quần áo đi. Ngồi đấy mà nhìn, bực cơ mình. Alo. Chị đây, chị thay quần áo xong rồi chuẩn bị đi đây. Em đến chưa? Nhà hàng X nhá. Hôm nay em mặc đồ màu gì? Chị mặc chiếc váy hoa này để mình nhận nhau cho dễ. Em mặc áo kẻ dạ màu nâu à? Này, thế đến nhà hàng X nhá, phòng VIP chị Yến. Ok, rượu vang. Say chưa? Gặp chị là em sẽ lên một thế giới khác. Cái thế giới mà em chưa bao giờ từng tới. Cho nên là sẽ có nhiều cảm giác thú vị đấy. Cụ ly nào. No. Ai lại cầm ly như thế bao giờ?
Đây, chị Thảo. Mình chỉ đặt mấy ngón tay ở dưới này thôi. Đừng có chạm lên đây kém sang. Cậu đi nào. Chị ạ. Đã say bao giờ chưa? Em... Chưa đúng không? Cứ phải say đi thì mới biết làm điều hay lẽ phải. Cảm xúc hay á. Đừng tiếp nhá. Rót rượu đi em. Chị nghe điện thoại chút. Gì đấy? Cái hợp đồng đấy nhỏ quá, có 8 tỷ là làm gì? Không. Cái đấy lợi nhuận có hơn 1 tỷ tôi không làm. Nhường cho Mai Anh nó làm đi nhá. Rót rượu đi em. Rót rượu đi. Chị nghe điện thoại chút nha. Alo. Ơi, đang đi có việc một tí. Cái gì đi cưng, lại đòi đổi ô tô? Vừa mới đổi xe được có 3 tuần mà. Cái gì mà chiều, bao nhiêu tiền? 1.4 tỷ à? Ờ, cũng vừa tiền. Thế đổi đi, rồi tí người ta chuyển khoản cho. Ngốc lần này thế đấy nhá, đừng có hơi tí là đòi đổi đấy. Mọi người cứ thấy mình yêu thương nhiều quá cho nên hay làm phiền lắm cơ. Nhưng mà không sao, mình được giúp mọi người như thế cũng là tốt rồi. Chị chả có gì ngoài tiền. Hay nhá. Uống chút đi. Uống đúng người chỗ có son của chị kia kìa. Đấy, đây này. Ngon không? Uống nước đi. Uống hộ chị đi. Có những cuộc say như vậy, con người ta mới sống thật thà và chân thành với nhau. Đấy, đôi khi phải cần rượu ở những cuộc say, em hiểu không? Sống với nhau ấy không phải là nhiều tiền hay ít tiền, mà sống với nhau nó chỉ với nhau ở cái tình thôi. Cứ thẳng thắn, thật thà, chân thực, chân thành. Và nếu biết coi chị là cả thế giới thì cái gì cũng có. Hết nha. Chả phải lần đầu mà khóc cái gì nhở. Đàn ông đàn an ai như thế buồn cười lắm nhở. Ôi thôi được rồi, chị hứa chị sẽ có trách nhiệm được chưa, không bỏ rơi, không bị bơ vơ được chưa. Này tôi không có gì ngoài tiền thôi nhá, không gì phải lo cả, cái gì tôi cũng lo cho chưa chị. Bây giờ mình đi đâu tiếp hả chị? Chị Áo, chắc là bây giờ mình không cần đi đâu nữa đâu. Dạ thế ạ. Nghĩa là tính đến hôm nay ý, là em được khoảng 15 ngày rồi. Hôm nay là 20 triệu. Thế này thế nào? Thì mình kết thúc hợp đồng ở đây. Chị trả thừa đấy, mà cho. À, em hiểu rồi. Thông minh đấy, Vy nào cần chị rồi. Thì ra là vì như thế. Được, nhưng mà thôi. Anh này, lấy chìa khóa chị à? Bình tĩnh chứ. Khi nào cần chị gọi nha. Đi nha. Này, của em này. Biết lái xe không?
tôi dạy, rồi tôi lo bằng cho. Đi. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lấn la hỏi thăm, ghé vào trộm đi khế ước trăm năm tan. Được không? Ui, ai đấy mẹ? Được không? Đẹp trai thế. Đẹp trai hả? Thế con nghĩa là con Duyệt rồi đúng không? Con Duyệt đấy hả? Ừ. Thế thì mẹ sẽ sắp xếp cho con cả người ấy nhá. À, nhưng mà chắc chắn là Duyệt, chắc chắn là ưng rồi đúng không? Con ưng. Chị đứa đấy, ngắm cái gì mà ngắm lâu thế? Bao giờ còn được gặp người ấy ở ngoài không? Đẹp hơn nhiều. Ừ. Nhưng mà mẹ bảo này, khi nào mà gặp ý, chắc là con phải tém tém cái mồm lại, mà tốt nhất là con đừng nói gì, mắt cứ chớp chớp gật gật thế là được rồi, thấy chưa? Không cần cái nói nhiều để hỏng việc ấy, thấy chưa? Thế đi mẹ sẽ xếp xếp sớm để chúng ta gặp nhau nhé. Rồi mẹ đi công việc đây, dọn nhà tiếp đi. Ừ. Bà vô tâm lý thật, chọn được đúng anh người yêu mình ưng ý. Chốt. Ngày hôm ấy anh đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Đây chứ không phải dưới gầm đâu. Bố, bố mày dưới gầm lòi ruột rồi. Mày quá, bố không sao. Con cứ tưởng bố nằm trong gầm rồi. Thằng này được cái nhà. Này, mày học lái xe bao giờ? Mà mày lái như thế mà mày cũng dám nhảy lên xe mày lái à? Hả? Tao có dạy mày thế không? Bố thông cảm. Lái xe được ấy, mày học cẩn thận, hiểu chưa? Học cho chính mình ấy. Ô, mày lái xe này mày dám cưỡi lên xe mày phi về quê là thế nào hả? Đây, còn thi có bằng loang hoang ấy. Mẹt luôn. Này, dạ. Tao không hiểu trần đời có cái thằng nó ngu, thằng nào nó ngu như thế. Mày lái như thế này mà có thằng nào nó ngu, nó cho mày mượn xe để mày cưỡi lên cái xe mày phi về quê. Mà khi mày toàn đi xe buýt về mà. Hả? Xe này á? Ờ. Ai bố mượn? Còn mấy mùa đấy. Này, hả? Mày là con bố đẻ ra mày, bố biết tính của mày nhá. Mày không bao giờ là nổ đâu. Vâng, con nói thật bố nhá. Con chơi với cái thằng Tùng nổ, cái thằng mấy ông Phước nổ, nhưng mà con không bao giờ nổ giống thế nhá. Đây này. Mọi khi về là toán đi xe bíp mới mua được xe kia. Bố nhìn đi, đăng ký tên ai? Đúng tên chưa? Này, cái gì đấy? Tao nói cho mày biết nhá. Mày thích là sáng mày đi Mercedes, tối mày đi Grab hả? À? Mày, cái gì này không cần thiết, mày phải mua xe nhá. Nghe con nói đã. Bây giờ con khác rồi. Con mới nhận cái chức trưởng phòng ở công ty lớn lắm. Con có tiền rồi, con mua ô tô là chuyện bình thường. Này con ơi, hả? Mày có nổ quá đà không? Con nói thật đi. Cái giấy tờ đâu? Lên trưởng phòng thì làm gì có giấy tờ, đăng ký. Ô này, trưởng phòng phải có chữ ký quyết định của giám đốc nhá. Đây nè, bố xem đi, đúng không? Nãy giờ bố toàn nghĩ oan cho con thế này, bố nổ hết cả da gà vì con thế này. Con ơi, con làm bố mở mày mở mặt với dòng họ rồi con ạ. À đấy, bố nhớ ra rồi.
ngày sáng mai nhá, bác trưởng họ mời bố, mời cả dòng họ nhà mình đến nhà bác trưởng họ để họp họ, chuẩn bị dỗ kỵ con ạ. Vâng ạ. Mày cho bố ngồi lên xe, mày chở bố sang tận nhà bác trưởng họ. Ôi, con nhất thiết phải thế không ạ? Nhất thiết phải thế chứ. Bố mở mày mở mặt với con cái kiếm ra tiền. Khổ nỗi, từ nhà mình sang nhà bác trưởng họ có 50 mét. Ai nhỉ? Không sao hết, không sao hết. Kể cả có 2 mét anh vẫn phải đưa tôi sang. Cứ miễn rằng cái xe này này con đỗ kịch phát giữa cổng nhà bác trưởng họ cho bố. Được, chỉ cần bố vui là con làm. Dạ. À, quên. Ôi, ui, con có quà ấy bố này. Con yêu bố. Bố bình tĩnh đi. Bố ngồi đây. Con ơi. Dạ. Lâu lắm rồi bố chưa được nhìn thấy cái mệnh giá tiền nó lớn như thế này. Bố xúc động quá con ạ. Chỗ này phải đến 200 triệu rồi nhỉ. Này, con về biếu bố à? Vâng. Bố Nguyễn Văn Xin. Mà bố ơi, con thấy bố cảnh suốt ngày sớm tối dọn hàng cái này có thấy không ổn đâu. Bây giờ bố dẹp hết hàng quán đi. Về nhà bố chỉ việc ăn mới chơi, xong rồi đi tập đánh gôn cho con nhá, để con lo hết. Con nhiều tiền thế cả? Vâng. Đánh gôn là đánh mà ở cái bãi cỏ ta cái này một cái gôn 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 góp 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 đấy. À, đi sút gôn hả? Vâng. Sút gôn hay đánh gôn? Đánh gôn. Đánh thì gọi là cha lít hay? Còn mua cho bố một bộ gậy xịn luôn. Ừ, bố trông thấy những người có tuổi thì đi đánh cái đấy bố mê lắm đấy. Nhưng mà thôi con ạ, con cứ để bố bán cái quán này, có người ra người vào, thi thoảng lại trông thấy mấy cái bà nạ dòng ấy, bà cũng nghe ít chuyện, bà ra đi, bà ngồi bà buôn chuyện thì nhiều khi vui đáo để con ạ. Thế bố buôn mấy nhiều bà như thế, đã tán được bà nào chưa? Bố ảnh chứ, cái tuổi tôi là sao gọi lại đi tán, tuổi tôi làm gì phải trồng cây si như tuổi các anh. Tuổi tôi đây, cứ khi thích là góp gạo thổi cơm chung luôn, là gì phải tán. Này con ơi, dạ. Ý con nói là bố muốn... Bố ơi, nhìn bây giờ bố con phong độ như thế này. Con nói thật nhá, bố xem ai tán, xong cưới đi. Về hai ông bà ở với nhau, các cụ có câu rồi, con chăm cha không bà chăm ông. Thế con đi làm yên tâm được. Này, dạ. Đúng là lời của con nhá. Vâng. Con là con vẽ đường cho hiêu chạy nhá. Dạ. Này, bố nghĩ mười mấy năm nay bố cả chống nuôi con, nhiều khi con thì đi làm xa cứ thui thủi ở nhà một mình. Mà nói thật với con nhá, không hiểu tại sao bố là càng có tuổi sức khỏe nó cứ cường tráng ra con ạ. Dạ. Mà nhiều khi cứ nửa đêm cứ phải tắm nước lạnh. Đấy, nó bảo rồi bây giờ bố cứ tán được bà nào thì con sẽ để cho bố lấy bà đấy, con lo hết. Thế hả? con lớn rồi đấy, con đúng là rất trung ý bố luôn. Thì bố cứ lấy trước đi, để con lấy chứ. Thì con đồng ý là bố thoải mái lắm rồi con ạ. Bà cho không phải lát đi. Bố Thành. Bố ảnh. Con bé kia, có họ hàng gì mà bác với cháu? Gọi anh thôi. Nhìn này, năm nay mới 21 tuổi. Bố ảnh. Bé em một thầy khác kia. Bố quê em. Người mà mẹ nói chuyện với con đấy. Hai người nói chuyện đi, mẹ nghe điện thoại một chút.
Chào Hương, anh có chút quà tặng em. Ôi, sao anh biết là em thích mắm tép chưng thịt PTK ạ? Mẹ em nói mà, anh phải chạy sang tận Bắc Ninh để mua đấy. Mắm tép chưng thịt PTK là ngon lắm. Anh khen tâm lý thế ạ? Thế nào, anh thấy làm quen với nhau xong chưa? Dạ rồi ạ. À, thực ra hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày thôi, không có gì thay đổi cả. Có điều khác lạ là ngày hôm nay ở trong ngôi nhà của hai mẹ con mình có sự xuất hiện của một người đàn ông đẹp trai, lịch sự. Và thực ra Hường hơi khó tính một chút thôi, nhưng mà con Yến rất là hiểu ấy và thông cảm với Yến. Thế cho nên là anh Ken cũng rất muốn đến để gặp con. Trước sau gì thì chúng ta cũng là người một nhà. Mẹ. Hả? Đấy thì có nghĩa là mẹ. Mẹ cứ lòng vòng thế, mẹ đi vào chủ đề chính đi. Cứ lòng vòng sang tận Hải Phòng đấy. Đúng rồi. Thôi mình cứ vào chuyện chính đi cho nó nhanh. Rồi. Nhưng mà thôi rồi. Để Ken nói cho. Ừ, anh nói đi. Hương này, hôm nay anh đến đây ấy là để ra mắt em. Và muốn xin phép em cho anh được tìm hiểu Yến, mẹ em. Cái gì? Anh tìm hiểu mẹ em? Đúng rồi. Xin phép em cho tự anh được tìm hiểu nhau. Và mong là em sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Mẹ! Tại vì thực ra thì mẹ với cả anh Ken cũng yêu nhau lâu rồi. Sao mẹ nói với con là mẹ giới thiệu anh Ken cho con? Người yêu mẹ sao lại giới thiệu cho con được? Con nghe nhầm rồi. Với cả là thực ra mãi mẹ mới tìm được một người yêu mẹ tha thiết và chân thành như thế này. Những lúc ở bên cạnh anh Ken, mẹ thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Cho nên là bọn mẹ nhất định là sẽ tổ chức lễ thành hôn để ở chung trong một mái nhà một cách hợp pháp. Này, con nhớ sau này phải gọi anh Ken là bố đấy, không được gọi là anh nữa đâu. Sao đấy? Con cứ tưởng là mẹ quan tâm con, mẹ lo lắng cho con, mẹ tìm người yêu cho con. Ai ngờ mẹ chỉ lo cho bản thân mẹ thôi. Mẹ đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn lo chồng con. Con gái thì 30 tuổi, một ế chọc vó ra mẹ không lo. Ô, con làm sao nhở? Con bị ế có 10 năm, mẹ đã ế 20 năm rồi. Con muốn đi lấy chồng thì con phải lo cho mẹ lấy chồng trước chứ. Chẳng nhẽ con đi lấy chồng con để mẹ ở lại một mình à? Với lại, mẹ cũng tích cực tìm chồng cho con đấy. Mà con cứ trốn đây đẩy ra, con có nhận ai đâu. Ai con cũng chê, ai con cũng chê. Khó tính như con này có khi ở quá cả đời ấy, chẳng ai lấy. Được rồi. Thì con sẽ có người yêu cho mẹ xem. Làm được thì anh nói nhá. Gì ấy? Alo. Anh à? Anh à? Anh đang ở đâu ạ? Vâng. Em qua luôn bây giờ ạ. Gì ấy? Rồi, con sẽ làm cho mẹ sáng mắt ra. Con bé này. Thôi, Yến đừng buồn nữa. Trước sau gì con cũng sẽ hiểu cho tụi mình thôi. Nhá. Ăn còn như thế. Kệ nó. Uống rượu vang à? Rượu vang cả xuống nó mới tăng hoa. Kìa rồi. Con trai yêu quý của mình đã về rồi. À, lái ngon rồi đó. Hôm nay bố chứng kiến con lái được. Ngon rồi bố ạ. Bố nói cho con biết nhé. Nóng tính bao nhiêu nhưng mà khi đã cầm vô lăng rồi thì tính phải đầm xuống. Phải mềm mại, có điều chưa? Có chuyện gì mà bố gọi con về gấp thế? Có việc quan trọng mới gọi anh về. Đúng ý anh rồi đấy. Đúng ý, tức là? Bố tìm được ý trung nhân rồi. Ui, hay quá. Thế gì con đâu? Bố vẫn còn hơi lăn tăn.
lăn tăn gì nữa? Là vì tuổi tác Nguyễn Văn Chênh. Chênh Văn Quá không bố? 30 tuổi. 30 tuổi. Ôi giời, cùng hoàn cảnh với mình à? Năm nay bố 60 tuổi. 90 á? Bố, thế chắc là bà ấy giàu lắm nhỉ? Cô ấy thì bình thường thôi, nhưng mà mẹ cô ấy giàu lắm. Ôi dồi ôi, bà ấy vẫn còn mẹ cơ á? Ừ, vẫn còn chứ sao? Là vì kém bố những 30 tuổi, còn mẹ chứ sao? À, kém bố 30 tuổi gì? Ôi, thế mà con cứ tưởng. Thôi, càng trẻ càng tốt, về thì còn đẻ cho con 2-3 đứa em chứ nhỉ? Thằng này, mày cứ toàn hợp ý bố. Đã, bố tính bao giờ đem về ra mắt đây? Thì đấy, chính vì đấy mà tôi phải điệu anh về đây đấy. Thế thì chốt luôn, sang tuần để con đặt nhà hàng sang xịn mịn. Con ơi, à? Cô ấy bình thường, cô ấy không thích khoe trương, cô không thích khoe khoang ầm ĩ đâu. Này, mình tổ chức tại tư gia nhà mình. Tư gia nhà mình? Ừ. Được rồi, con chiều ý bố, làm tại nhà luôn. Ừ. Bà bố ơi, hả? cái tình yêu ấy, nói cái tuổi tác thì nó không quan trọng đâu bố nhỉ? Ừ, chính xác, tuổi tác không quan trọng. Miễn là yêu thương nhau, hiểu nhau, thông cảm cho nhau là được. Bố nghĩ là như vậy, tuổi tác bây giờ, thời buổi hiện đại tuổi tác nó không quan trọng rồi. À vâng, vâng. Bố ơi, nếu nếu nhá, mà con yêu một người hơn tuổi chắc cũng không sao bố nhỉ? Không sao. Vâng ạ. Bố đã nói rồi, tuổi tác không quan trọng mà. Con yêu người hơn tuổi cũng không vấn đề gì hết. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, thú thật với bố là con cũng có người yêu rồi. Thằng cái mà mày giấu tiệt bố không cho bố biết. Yêu anh, anh chỉ giấu bố. Dạ. Này này, thì nó hơn tuổi con à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà bố vừa bảo là tuổi tác không quan trọng rồi đấy. Ừ, chính xác, tuổi tác không quan trọng. Thế được rồi. Thế thì sang tuần đi, con cũng đưa người yêu con về ra mắt bố. Nhất trí luôn. Đây. Dạ. Có khi hai bố con mình cưới một ngày cho vui. Để cùng năm nữa thì càng tốt. Cháu chào ông ạ. Ông cái tông vào mặt à? Nhìn kỹ mặt hàng thì hãng chào nhé. Cháu chào bác ạ. Bác vác mặt ra ngoài kia. Người ta đã bảo nhìn kỹ mặt hàng thì hãng chào mà này. Cháu chào chú ạ. Chú bút đi à? Hả? Người ta đã nói là nhìn kỹ mặt hàng đi rồi chào. Dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Thế anh có thể giúp được gì cho em? À anh ơi, cho em hỏi là trong cái khu nhà này á, thì có nhà nào cho thuê phòng trọ không ạ? Thuê phòng trọ ấy à? Vâng. À, phòng trọ gì? Ui giời, ở đây thì khối. Ừ, thế bọn em muốn thuê ở riêng hay là ở chung với chủ? Dạ nếu được ở riêng thì tốt quá. Ở riêng à? Ở riêng. À, ở riêng có. Ở riêng có, ở đây có nhà cụ Thắng, cũng có hai cơ ngơi nhá. Một cơ ngơi trên tầng 4 là cái căn hộ khép kín. Thế còn một cơ ngơi nữa ngay dưới gầm cầu thang đây. Trên tầng 4 thì trụ cụ ấy cho thuê đâu 1,5 triệu. Thế còn ở dưới tầng 1 thì chỉ có 150 thôi. Ui. Thế thì rẻ quá. À vậy thì anh ơi, cho bọn em sẽ thuê trên tầng 4 ạ. Ờ, thuê trên tầng 4 à? Ờ thế mà này, ở đây có cái nội quy này thì bọn em phải nắm được này. Tức là cái việc phơi quần áo ấy là phải phơi đúng nơi quy định và phải phơi vào đúng 8:30. Mà đặc biệt ấy là khi phơi quần áo ấy chỉ được mặc quần short với cả váy ngắn thôi nhá. Này, sao lạ nhỉ? Nhưng không sao ạ. Anh yên tâm, bọn em sẽ chấp hành đúng nội quy phơi quần áo ạ. Ừ. Ừ thì nó cũng là cái luật bất thành văn thôi mà, hiểu chưa? Thế thôi bọn em đi nhá. Anh dặn này, bây giờ này nhá, để cho nó thuận tiện cái việc thuê nhà ấy, để đỡ phải cãi nhau ấy, thì cái người có kinh nghiệm đi thuê nhà ấy là bao giờ thế, người ta vào nhà người ta phải kiểm tra xem là nhà vệ sinh có tốt không nhá. Bọn em là cứ vào trong nhà vệ sinh nhá, độ nửa tiếng 45 phút, tắm rửa thoải mái, vệ sinh xong thì phải đảm bảo là cống nó không tắc, nước nó không mất. Đấy, xong đó mình mới ký hợp đồng, được chưa? Không đến lúc lại cãi nhau, nhá. À, với cả anh quảng cáo tí,
Dạ. Tức là anh ở đây thì đủ các kiểu, tức là vá quần áo này, cho thuê xe tự lái này, nếu đi đâu cần thì cứ thuê. Dạ vâng ạ. Để em chào anh ạ. Thôi thế đi đi, không cụ thì lại đi ngủ. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ, em xin phép ạ. À, này, hai em ơi, nhớ là đừng bảo cụ Thắng lại giới thiệu nhé. Vâng ạ. Cụ Thắng ơi, cụ Thắng. Đứa nào gọi cụ đi. Cụ ra cho anh con hiểu một tí nhá. Ừ, ra ngồi đây. Chết đi, sao cái em này gọi anh là cụ, anh mới mất tuổi, ít tuổi. Thế thay em cần cái việc gì thì cứ bảo mi anh. Dạ, anh có thể cho bọn em vào tham quan nhà một chút được không ạ? Come on! À, khoai môn, come on! Các em cứ tham quan hoặc là tham vua cái gì thì được hết. Chị mời anh em. Ê, nhà chỉ có thế này thôi, không giữ cái gì cả. Thế bây giờ mời hai em tham quan tiếp. Đây là thủ sĩ này. Ồ, sạch lắm, anh làm chủi cả ngày mà. Bởi vì cả ngày anh chỉ có cơm ăn ba bữa giữa thủ sĩ cả ngày, thế không? Vậy anh cho vào tham quan một lúc nhá. Ok, cả thằng vua. Em cứ vui 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 đi. Để đồ. Để đồ. Đấy, cứ vào thăm. Đấy, cứ vô đây. Đấy. Em mời em. Đấy. Đây cũng là chủ trí đấy. Đấy, nó thông sang phòng ngủ luôn. Rất là tiện lợi. Em cứ tự nhiên đi. Trời. Ôi trời, không thể tưởng tượng được con độc chia sẻ bạn bè. Alo, ông Hoàng Béo à? Ừ, này ăn cơm chưa? Chưa ăn à? Ừ, sang ngay nhà tôi ăn có. Ôi trời, có bốn cái trần giò ngon lắm, mượt. Sang nhá, ừ, nhanh. Còn thế, đứa rừng có hai cái cô gái đến đây nhỏ lắm nha. Tôi nghĩ đây là đối tượng thiên viên. Nhìn cô nào cô đấy, cô đủ ngọt hỏng vô cùng luôn. Thật không? Thật mà. Đi, đi, vô đi coi đi. Ôi trời ơi. Này, bên chữ này, có hai cái tivi. Ông coi cái tivi ngoài này, tôi coi cái tivi trong. Cái tivi này nét mà. Nhất. Cho trắng miệng đấy. Ôi, vừa trả lại vợ sao thì hôm nay đã mã hồi rồi. Hân xem tivi việc gì mà cứ bị khom khom thế. Ôi dồi, khom là chuyện của tôi. Ông ơi. Này, ông này, cái TV của tôi trong kia nó dở quá. Nó cứ mở áo áo thì nó mất sóng ấy. Để quá cho này, cho xem cái TV này được không? Nhưng mà trưa nay vợ ông có về không? Ui, yên tâm đi, nó đi liên hoan đến tận tối nó mới về cơ. Ui, tròn quá, ông này tròn quá mà. Nhưng thôi đổi, tôi vào xem tập 2 trong kia, hai tập như xưa. Cô dâu 8 tuổi nhiều tập, xem thoải mái luôn. Anh ơi, anh đứng
xem thầy bảo sẽ chưa mặt trong ba lô với ạ. Chứa đồ mặt này. Dạ. Anh lấy luôn này. Em ơi, có cần cái gì cứ biểu anh lấy rồi. Này khô có mát không? Mát nước mát ạ. Nói chung là nước nồi nhà anh cũng tốt lắm. Nước này anh cực tuyệt vời luôn. Em ơi, anh tìm mãi không thấy đâu cả này. Ở bên ngoài đấy anh. Ở bên ngoài hả? Tôi dạ. Toàn là phụ tùng trực tiếp về đây rồi. Cái các đồ xem đi rồi. Cảm ơn ạ. Này cần cái gì gọi anh nhá. Dạ. Em ơi, uống nước cho nó mát. uống nước đi. Em cảm ơn ạ. Uống đi anh, xong anh lấy cốc anh chờ. Nước ngon không em? Nước ngon ạ. Dạ. Có cần cái gì lấy tiếp không? Thế thì anh lấy giúp em cái quần sau phải kéo dây. Cái quần sau kéo dây à? Cứ để cửa này nó thoáng để tắm lên nó đóng kín nó nóng em ạ. Đồng chí. Em ơi, cái quần sóc với cái tất trắng đúng không? Quần sóc với áo dây anh ạ. Quần sóc với áo dây. Bác Trọng ơi. Có vấn đề gì đây? Bác để ý của em cái xe tí. Ôi, có việc gì đấy? Bác Trọng của em tí, em lên nhà một tí việc. Thế nhá. Xem là dâu anh chàng chó ngao đợt này có vẩy ra không. Ui giời ơi. Này á, này thì căng tròn mịn này. Này thì mịn tròn căng này. Này thì ngọt ngọt này. Này thì cô dâu tám tuổi này. Này thì tivi nét này. Trời ơi. Thế này thì là dâu không quẩy được ra nữa rồi. Ôi, đã là không biết cái ý chút nào. Nó bắn mình, nó đau con ngựa. Đây, chịu người đi rồi. 8:15 kết thúc chặt quần áo. Sau đó bạn được lau tròn chủ trí đến 8:30. Chủ yếu bao giờ tôi đi kiếm cái khổ thân mình. Đấy, cái thằng ranh con này nữa. Nó nói mày có nghe đâu. Mày chạy như là rùa bò thế này. Mày tập nuôi mày chỉ có tốt phi thế này. Mày sống mà mày không biết rùa. Chửi mày mãi rồi mày vẫn cứ đần mặt về ra. Đấy, còn cái thằng này nó đêm qua thì không bảo chạy nhanh thì cứ chạy âm âm lên. Xong bây giờ sáng này không làm gì, cứ ngủ thế này. Nằm im không nói gì. Mà hai cái đứa này nữa. Nói là hai cái đứa ranh con này, chúng mày chạy đi đâu mà như chó sống xích chứ. Này, ông chửi ai hả? Tôi chửi mấy cái đứa mất chạy đấy. Tôi nói nó không nghe, mỗi đứa nó một kiểu một phách. Mà bây giờ đấy, mình là luật sư nó còn không nghe. Thứ hỏi dân thường ấy, thì nó xử lý kiểu gì? Thì có chuyện gì? Có chuyện gì không? Quát như thế rồi làm sao tôi dám hỏi? Thì tôi đang điên, ông cứ nhảy bổ mà mồm tôi thì đứa nào cũng trả tức. Này, thế ông chửi xong chưa? Tôi còn một con nữa này. Tao nói là chúng mày biết nhá. Tao còn chửi chúng mày khi nào chúng mày sáng mắt ra đấy. Mà bây giờ tôi hỏi ông là mấy giờ rồi? 8:30. 8:30 à? Thế thì thằng ganh con này tao mới đập mày. Bình tĩnh. Bọn nó là trẻ con, không đánh nó không được đâu. Ông đừng có bênh chúng nó trẻ con cái gì. Đứa thì 8 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi đây. Ông để tôi đập mày. Bình tĩnh. Ông đánh trẻ con là phạm luật đấy, ông là luật sư không làm như thế được. Mà ông nói cho tôi biết đi, từ nãy giờ ông chửi ai? Từ nãy giờ nó tôi chửi mà tôi muốn đập cái lũ đồng hồ mất chạy rồi. Đứa nó chạy kiểu này, đứa chạy kiểu kia, không sao xem nhịp khách gì cả. ông chửi mấy cái đồng hồ này á? Ông bị thần kinh à? Nó là vật vô tri vô giác, nó biết cãi nhau với ông không? Úi trời ơi, ông đừng có bênh nó. Tính hắn như này, sáng này nha, sáng sớm ấy nó kêu reng một cái là tôi gọi vợ tôi quá đà, hắn dậy đi làm quá gà với cô ba rưỡi, hắn dậy tắt luôn mấy cái liền khổ vì cái còn mất dậy này. Thôi được rồi, theo tôi tư vấn thế này nhá. Bây giờ ông mang tất cả những cái chiếc đồng hồ của ông xuống dưới kia, cái trung tâm phục hồi nhân phẩm động cơ quan trọng ấy của ông Quỷ Lùn ấy. Đấy, ông bị sửa cho. Ôi trời ơi, bây giờ tôi bị nghĩ ra đi, ngu thế thì nhỉ. Này, cái tay trọng lùn ấy này. Tuy nhiên hắn là kỹ sư tự thương nhưng mà khéo tay tao phết ấy. Đấy, hắn cái sửa cũng hay và phá cũng giỏi. Như này, tôi phải đưa hết cái lũ mất chạy này xuống cho hắn phục hồi nhân phẩm tập thể luôn. Trước khi xuống phục hồi, ông cho tôi nhờ tí.
Ừ, không cần, không cần mình nói là tôi hiểu rồi. Này định vay mì chính hay là chi nước mắm? Ê, không, luôn. Không phải chuyện đấy. Ừ. Tôi muốn hỏi ông là cái luật kho cá nó nằm ở mục nào? Luật kho cá nằm mục nào? Luật kho cá nó nằm ở cái cá khó. Cái gì? Cá khó à? Trọng này, làm cái gì mà say sưa thế ông Trọng ơi? Ông Thắng đấy à? Ừ. Ngồi uống nước đi. Làm gì say sưa đấy? Ừ, tôi đang rửa tay chế cho thằng Hoàng Béo cái luận văn tiến sĩ. Ôi, ông chế được cả luận án tiến sĩ. Ui, ông giỏi thật đấy. Mà ui, tôi bị khâm phục ông đấy. Ông vẫn còn giữ được cái laptop ở bên Nga về. Ờ đây, mua bên Nga về đấy. À, thế à? Suốt từ ngày đến giờ. Công nhận ông thiêu thật đấy. Cái gì ông làm được? Cái ngày ấy, tôi mua ở Kharkov là tính ra là 2.000 rúp. Đến bây giờ nó cũng vẫn không mất giá. Vừa rồi có thằng nó giả 2.200 nhưng tôi không dám bán. Tôi với độ ở đây tất cả là gần trăm bạc đấy. Úi dồi, tôi câu hết cả internet rồi wifi viết vào đấy hết. Mấy nữa tôi lắp cho nó cái màn hình nữa để chơi cả được cả Facebook luôn đấy. Này này, tôi cứ nghĩ là ông chỉ giỏi về chơi thế mà. Cái gì ông biết nhỉ, ông chiêu nhỉ? Ông biết không, cái thời anh em mình ở Nga về tôi mang theo mấy chục cái đề tài về, cứ tưởng vứt đi, hóa ra bây giờ vẫn bán được cho thằng Béo. Triệu bạc ấy. Chỉ gọi cái bút phét. Ở đấy toàn đi chơi có nghiên cứu bao giờ được không? Đêm nào tôi chẳng nghiên cứu cái ông này thì chả để ý gì cả. Ngày xưa ông mà nghe tôi ấy, ngày mình đi xây, tối về chịu khó nghiên cứu luận án thì bây giờ mình về đây mình ăn đủ luôn. Tôi với ông mà mở một cái hàng gọi là photocopy nhá. Xong đó mình nhận tất cả những cái đề tài về luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ, luận án thạc sĩ, nói chung là các kịch bản luận lý. Kể cả mình viết cả kịch bản ấy đưa cho Hầu Môn thì có khi nó cũng dùng. Ôi giời, này. Thậm chí là viết kịch bản điện ảnh. Tôi đúng nói rồi. Ông giờ ăn đủ mỗi ngày mình chịu có mình viết một hai cái có khi kiếm cả triệu bạc đấy không ạ? Ông đúng là thức thời, cái gì cũng làm được, quá giỏi quá siêu, ước gì được như anh ấy. Thôi ông không phải định phối rồi đó, ông định xuống đây phục hồi nhân phẩm cái gì thì cứ nói. Có luôn, tôi nhờ ông phục hồi nhân phẩm mấy cái con bất chạy này, mấy cái con bất chạy nhá, đưa đúng đưa sai, đưa chạy kiểu này đưa chạy kiểu khác. May có thằng Hoàng Béo nó can chứ không tôi đập tan mặt mấy con mất dạy rồi. Ông định đập tan mặt con nào đấy? Con mấy con đồng hồ này. Đây. À, vẫn cái mớ đồng hồ ông mua ở Nga về đấy. Đấy. Tôi xem nào. Ôi thì sao lại đập? Dù sao thì nó là kỷ niệm anh em mình đi Nga. Ừ. Như con này ngày xưa ông mua ở Mát đúng không? Đúng rồi. Con này đúng rồi, con này bính thân đấy này. Đấy. Đấy. Con này. Con này hình như đây cái con này hôm nay anh em mình đi khắc cốp đúng không? À đúng khắc cốp. Cái này ông nhảy là của nó đúng không? còn con này ở Saint Petersburg. Tôi lạ gì? Còn con này đời Nhâm Tuất kìa. Đấy. Nhâm Tuất tuổi chó, con này khó sửa lắm, con này không sửa được đâu. Nhà tôi cũng có một con nhưng mà không sửa được. Bó tay luôn. Con này ba cái con này khả năng không đừng đập. Để tôi phục hồi nhân phẩm cho. Phục hồi nhân phẩm à? Thế bây giờ ông giúp tôi. Thế nhưng mà vấn đề là ý ông thế nào? Thì ý thì bây chờ đây, ba cái con này ấy, nó ngốn pin thì chút rồi thôi. Thế à? Từ ngày mang về giờ nó ngốn hết bao tiền pin? Nó ngốn hết của tôi, ngót két hơn chục triệu tiền pin. Nuôi chúng nó tốt hơn nuôi lợn. Ông nói phét. Tôi nói thiệt, nếu nó sai tôi là con chúa. Thế bây giờ này, thôi chỗ anh em thân thiết hàng xóm này tôi cũng nói luôn nhá. Tôi để xong sửa xong thì mất lòng nhau. Với ba con này tôi cứ sửa xong thì tôi cứ lấy ông 30 con. 30 con? Thế tất cả là bao nhiêu? 90. 90? Ôi dồi ôi, 90 giả đi, thế thì tôi đập mẹ luôn. Sao lại đập thì cái ông này buồn cười. Thế thôi bây giờ này. Thôi được rồi, tôi khắc phục cho ông ba con này nhá. Phục hồi nhân phẩm cho nó ngon lành. Được nhá. Đây tôi lấy cái rẻ này xong rồi ông nào bây giờ này. Ông ra để tôi cuốn cái này bịt mắt ông lại. Thế à? Nhá. Thế chơi trò bịt mắt bắt quả. Đại khái là nó cũng giống như cái trò đấy, bởi vì là khắc phục nhân phẩm cái mấy cái đồng hồ này nó phải hơi huyền bí một tí. Đúng rồi. Ông hiểu không? Thế bây giờ này, ông đứng đây, ông đứng quay, ông cầm cái này.
Đây, giơ tay cao, cầm này. Đây, giơ đằng trước. Giơ đằng trước. Ờ, ok. Thế khi nào mà tôi đến 1, 2, 3 thì là ông thả tay ra. Thả tay ra. Nhá, và tôi đến 1, 2, 3 thì ông thả tay ra. Đấy, rồi. Đếm được, đếm được. Chưa. Vào đếm ra, không vào đầu ấy. Đếm được. Chưa. À. Rồi. Chuẩn bị nhá. Đứng này cho nó có thế. Rồi, 1, 2, 3. Tốt rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Úi dồi ôi, úi dồi, ông biết tôi rồi. Ông biết rồi, ông làm thế này rồi sao ông này bảo tôi này đập tan hết cả những cái người bạn thân của tôi thế này. Cái ông ấy buồn cười thì sao ông ngoa đấy nhỉ. Tay ông vừa đập thì ông ấy bảo tôi. Với cả ông bảo cái lũ đồng hồ nó ăn tàn phá hại của ông, mỗi một năm nó sơi hết 10 triệu tiền pin. Thế thì không hóa kiếp nó đi thì ông để trong nhà làm cái gì. Ôi, ông có biết này, mấy cái con này nó là những cái minh chứng lịch sử chứng kiến cái vinh nhục của cuộc đời tôi, ông có biết không? Đây đây, cái con này có những cái đêm mà tôi thức trắng ấy, tôi không ngủ được là nó cứ kêu thanh thoát cục cả cục cả cục cả cục cả cục cả cục cả, vui lắm đấy. Còn cái con này cứ mỗi lần nó chết là tôi này ôm nó vào lòng, tôi về cái núm để ngẫm nghĩ sửa đời cả ngày không thích ra. Còn cái con này nữa, con này nó tình cảm nhất này. Ông bảo con này bó tay nhưng mà tôi yêu nó nhất, bởi vì nó cứu tôi thoát chết bao nhiêu lần. Này, thế sao cái đồng hồ này nó lại biết cứu ông được? Thì ông biết đấy, cứ sáng ra là con mụ vợ là tôi, hắn ấy chửi tôi. Thì cứ mỗi lần lên cao trào là con này nó này reng 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 là con kia phải đi làm. Thế là nó cứu tôi đấy. Thôi được rồi, ông Thắng ơi. Bây giờ thì tôi rất thông cảm với ông. Và tôi hiểu cái cảm xúc của ông với những cái con đồng hồ này rồi. Thì bây giờ để tránh cái tình trạng là những cái đồng hồ của ông nó rơi vào tay con mấy con mẹ đồng nát ấy. Thì thôi được rồi, tôi thay mặt ông nhá. Để tôi mai táng cho chúng nó. Ông ấy đối xử với chúng nó tốt cho tôi nhé. Thôi được rồi. Bây giờ thế này. Chắc là trước khi mai táng thì đọc cho chúng nó bài điếu văn. Ông giúp tôi, ông giúp tôi. Ông văn thơ này lắm, ông giúp tôi. Chửi chúng nó quá cơ. Ông Thắng ơi, cái con này nó bị xác, nó bị banh xác thì ông nhặt nốt cái những cái mảnh xác còn lại. Ông đặt ở đây. Ôi trời, nó chết thẳng thơ quá. À không phải, con này là con giết người. Bị chửi lắm này. Thôi bây giờ thế này, cũng tôi biết là ông đang xúc động. Thì thôi tôi đọc điếu văn cho chúng nó. Cho chúng nó mát mẻ. Năm 1980, anh Nguyễn Chiến Thắng có sang bên Liên Xô xuất khẩu lao động làm thợ xây. Qua quá trình lao động, tích cóp được một số tiền, anh vơ vét được một ít đồng hồ Liên Xô, nay là Liên bang Nga, mang về Việt Nam. Những chiếc đồng hồ này rất được lòng bà con, hàng xóm. Từ tầng 1 đến tầng 4, mọi người đều chạy hết về tầng 3 nhà anh Thắng để hỏi chú Thắng ơi mấy giờ. Và những chiếc đồng hồ này mỗi đứa trả lời một kiểu. Thế là chính chủ nhân của nó là anh Nguyễn Chiến Thắng đã dùng một viên gạch nhân đạo kết liễu chúng nó. Xin vĩnh biệt những chiếc đồng hồ về bên kia phía đồng nát được an lành. Ông nghiêm túc một tí đi. Đừng muốn nghiêm túc từ đầu. Một tí mặc niệm, bắt đầu. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín cho thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu giọt vào tim. Thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai. Tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài. Lòng vẫn u hoài nhớ chuyện tình đổi thay. Đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế.
Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có